sao nó chửi Thu bằng đĩa con đếm, nó cho cha mẹ Thu uống đồ dơ không á, mà nó chửi Thu trước đó nha. Con đĩ mẹ mày ra mày bị tạo hơn nghiệp mày cho mày chích mẹ mày luôn, ngày mai từ bắt đầu tới cả tuần trở lại đây tao cho mày hả, mày bệnh mày ngất ngáp mày đi lại lết lại bệnh viện mày đi không nổi luôn cho mày biết, đồ ngô á. Mà nó sao bên hàng mày nó ở nó biết rồi đó. Mẹ mày kìa. Trước đó nha. Con đẩy mẹ mày ra mày đi tao. Ai cũng vậy hết trơn. Người nào cũng có trái tim, người nào cũng có đầu óc hết trơn. Mà tại sao sống một cái đất nước mình cảm thấy có an sinh xã hội rồi á, có từ cái văn hóa, từ cái nền văn hóa giáo dục thôi đó, mình phải so sánh về trong cái đất nước mình. Tại sao cái đất nước của mình sống không nổi, mình nghèo quá, làm không ra tiền, thành ra mới hy sinh cuộc đời mình mới sang cái đất nước thứ hai để mình sinh sống, để mình á là mà giúp đỡ cho gia đình, hy sinh về cái cuộc đời của mình, hy sinh về cái cuộc đời của mình giúp đỡ cho gia đình, cho anh chị em, cha mẹ. Vậy mà con không có hiểu được, không biết được, không nhận thức được mà chỉ vào vô chửi thô tục thôi. Mã cha mày ra đồ con đĩ. Mày là đĩ hay là tao là đĩ? Sợ mày chứ tao tao không sợ hả? Tao sợ mày à? Lại đây ăn cái cục cứt tao nè. Mình nhắm coi có bất công xã hội cho người dân trong nước không, có bất công đến xã hội không hả? Ai mà xài điện thoại mà lướt qua phía bên Facebook thôi mà thấy bất công cho xã hội, bất công cho người dân trong nước mà không phản biện lại thì quá ngu đần, quá đần độn. Muốn mã cha tụi bay lũ ăn cướp đó, chứ muôn năm. Muôn năm thì đừng có đi ăn cướp, cái đó mới muôn năm. Đừng có hút máu của người dân, đừng có giảm giá xăng. Người dân không có ngoài đường thì giảm giá xăng, còn người dân trong nhà thì tăng giá điện. Đừng có đặng đĩ, đặng khú nạn, đặng xúc vật, nó chửi luôn. Đảng ăn cướp, cướp của giết người. Tao chửi đó. Cái đó mới bất công cho xã hội, bất công cho người dân trong nước. Tao nói những gì bất công cho họ. Còn tụi bay á, cũng đi làm, đi lấy chồng xăng bên đây cũng giống con mày thôi. Mày hỏi cái bắt là dùng cái thô tục, cái là đĩ đếm lùm phò hay là làm này đồ, mày là cái gì hả? Hả con chó, mày vào đây mày chửi lộn với tao nè, mẹ mã cha mày ra nói những gì bất công cho người dân trong nước, bất công cho xã hội. Đâu phải là học cao hiểu rộng mà mới tham gia chính trị đâu, tao dốt nát tao cũng ê. Tao nói cho tụi bay biết, cái tụi bay ngu đần á. Tụi bay đang ăn chén cơm của Hàn Quốc. Mình phải so sánh về cho người dân trong nước. Bất công với họ, người dân trong nước thì mày phải nói những gì cái bất công. Thì cái đó mày nên mày còn đầu óc. Còn tao nói những gì cái bất công cho xã hội thì bắt đầu mày chạy vào mày chửi tao, mày là cái gì hả con chó? Minh Nguyễn. Mẹ mày ra. Mày là phụ nữ, mày không làm con đĩ, làm con phò ăn điếm, mày là con gì? Hả? Mày là con gì? Mày là con gì? Mày là con gì?
chị nghe nè em. Sáng nghe chưa nhỉ? Đính tin vậy?